xin kính nhờ ban tổ chức chuyển giúp con tới camera bên Zoom 336 Diệu Âm Hoài Thu nhóm cộng tu Quảng Bình ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy Diệu Âm Tịnh Hải và ban tổ chức đường Zoom ạ. Con có một câu hỏi muốn được hỏi thầy Tịnh Hải ạ. Kính thưa thầy Diệu Âm, một người như thế nào mới được gọi là đầy đủ nhân duyên, thiện căn và phước đức ạ? Con kính tri ân công đức của thầy Diệu Âm ạ. A Di Đà Phật. À, ví dụ như Hoài Thu là đủ rồi đấy. Quyết chí nha, lợi dụng cái cơ duyên này mà đi vãng sanh đi nhé. Thiện căn là nói cho người mà nhiều đời nhiều kiếp người tập tu hành, có niệm Phật. Những nhất là những người mà có niệm Phật rồi thì khi cái đời này ta gặp câu A Di Đà Phật là tự nhiên họ tin liền, không còn phải năn nỉ, không còn phải khai thị gì cả. Thì đó là những người do trước đây, những cái đời trước người ta đã có niệm Phật rồi, chân chính lắm rồi, đúng ra là người ta vãng sanh rồi, nhưng mà vì sơ ý cho nên lúc mà ra đi bị trở ngại nào đó, chắc chắn là mình sẽ khai thác là trở ngại cái gì. Phước đức là chính những người làm thiện làm lành. Những người mà thường thường khi mà tin rồi mà ra đi tu mà không có ai phá hoại đó, không ai ngăn cản đó, đó là những người có phước đức lớn lắm đó chư vị. Cho nên những vị sư mà tu được bao nhiêu người hộ pháp rồi cúng dường để cho ngài, các ngài an tâm tu hành không ai phá, tức là các ngài có cái phước. Như vậy thì cái phước này là chư vị muốn mà có phước thì nữa, ở trong cái thời mà đấu tranh kiên cố này, nhất định chư vị đừng có đấu tranh nha, đừng có soi mối cái chuyện sai trái của người khác nha. Cứ lo cái chuyện của mình mà tu, nếu mà khuyên được khuyên, khuyên được mình lo mình tu, thì tự nhiên cái phước mình nó càng ngày càng lớn hơn. Chứ không phải nào nói là chư vị mà có phước là phải bỏ tiền bỏ bạc ra, bỏ tiền bỏ bạc cúng dường cũng có phước, nhưng mà ăn ở hiền lành, biết thương người, không đấu tranh với người, không nhìn tới lỗi người, không kê khai cái lỗi người ta, là chư vị đang tạo phước. Thực ra cái người hiền lành là cái người có phước nhiều lắm. Những người có phước đó mà tu thì thường thường không ít người phá hoại. Còn những người mà thí dụ như ưa nói lỗi người ta thì bị người ta nói lại lỗi của mình, tức là gì đó, mình chống người thì người chống mình, nhiều người chống mình tức chứng tỏ mình là người thiếu phước. Như vậy mình đừng có để người nào chống mình, tức là người nào mình cũng không chống họ thì nhất định họ không chống mình. Người nào mình cũng kính họ, tức là mình được nhiều người kính. Người mà được nhiều người kính đó là người có phước. Như vậy là thiện căn xong rồi phải không này, phước đức cũng xong rồi phải không này. Bây giờ nhân duyên, nhân duyên lỡ tại đâu đây? Bạch với Hội Thụ, nhân duyên chính là cơ hội mình đang nói chuyện với nhau đây. Mình đang niệm Phật để cầu vãng sanh, đây là cái nhân duyên đã đến với mình. Mình có tiếp nhận đó không? Nếu mình tiếp nhận nó thì chính cái nhân duyên này mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ví dụ như cái pháp hộ niệm là một cái nhân duyên viên mãn tròn đầy mà thiết thực nhất, cụ thể nhất, đưa hàng phạm vô chúng ta vãng sanh. Ta có tiếp nhận hay không? Nếu chúng ta không tiếp nhận thì cũng cái nhân duyên này đã lỡ làng đi, hư đây. Như vậy cái nhân duyên chính là cái cơ hội hôm nay chúng ta lập nhóm với nhau hộ niệm. Hồi Thu không chịu lập nhóm hộ niệm, tức là Hoài Thu không tiếp nhận cái nhân duyên là hộ niệm để vãng sanh. Một người quyết lòng kết hợp với đại chúng để mà hộ niệm cho nhau vãng sanh. Tôi hứa là tôi nằm xuống, anh nói cái điều gì tôi lắng nghe tôi sửa, tức là tiếp nhận trọn vẹn cái nhân duyên giúp đỡ, gọi là cái tha lực hộ trì giúp cho mình, gỡ rối cho mình trong lúc mình sắp sửa xả bỏ bao thân. Chính cái nhân duyên này là cái cơ hội cho mình vãng sanh. Cho nên thiền căn cũng tại đây, phước đức cũng tại đây, và cái nhân duyên cũng tại đây. Chúng ta có đầy đủ để chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nói chung lại, tất cả đều nằm ở chỗ ba chữ tín nguyện hạnh của chư vị vững vàng.
thì chư vị đầy đủ nhân dung, và bên cạnh đó an toàn hơn là chư vị lắng nghe ban hộ niệm đi nhé, lập ban hộ niệm đi nhé, liên lạc với ban hộ niệm đi nhé, để họ giúp cho mình nhân duyên trọn đời, để cho đời này mình phát sinh, chứ đừng lột lại giống như đời trước mình có tu hành mà sau cùng mình mất phát sinh, tại vì cái nhân duyên lúc mình phát sinh không chịu nghe người hộ niệm, hoặc là không có ai hộ niệm cho mình, vô tình những cái chướng duyên nó đến làm cho mình bị trở ngại, con đường vãng sanh mất đi là như vậy đấy. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, chúng con thành kính tri ân thầy.